Hello mọi người ha. Bây giờ sẽ hướng dẫn anh chị cái cách fill sao cho nhanh. Với màu đã có sẵn thì mình chỉ cần bào mỏng nó ra và đắp một màu tương ứng ha, là màu đầu tiên của nó lên. Đó, tương tự như là mình làm hai cục bột vậy đó. Đó, mình làm như vậy thì rất là nhanh. Đó. Nhưng mà chỉ là đối với những cái màu mà xem cái màu cũ thôi nha. Đó, không có làm những cái màu khác nha. Đó, mình đắp như thế này thì nó vào gọn vào trong cái phần cuticle và hai bên khóe hơn nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, sau khi đắp xong thì mình clean cho nó sạch sẽ nha. Đó. Hai bên khóe này nó hơi rời rạc ra chút xíu này. Đó, dùng cái bước cọ ém cho nó sát vào. Đó là cái cách fill là như vậy ha. Rất là nhanh luôn, nhưng là chỉ đối với những cái màu mà ban đầu thôi nha. Đó, tránh trường hợp sao những cái màu khác biệt nha mọi người. Đó là cách fill ha. Màu fill rất là nhanh. Thông thường những bộ móng mình làm như vậy thì chỉ tốn khoảng đâu đó 10 phút cho một bộ móng fill ha. Đó. Cho nó vào hai bên trong khóe luôn nè ha. Làm cho nó đẹp. Rồi tiếp tục tranh thủ bột nó đang chảy ha. Đó, mình làm như làm ombre vậy đó. Thấy không? Cực kỳ nhanh gọn lẹ luôn nha. Đó thì mọi người thấy không, không khác gì một bộ mới luôn nha. Sau khi mình đặt bột lên và căn chỉnh nó rồi làm nhanh nha, thì mình dùng cái mũi cọ này tranh thủ nó đang rất là ướt thì mình clean nó cho nó sạch sẽ để khi mình làm xong thì không có cần phải dũa lại quá nhiều ha. Mọi người thấy không, cái cục bột này đang ướt thì đặt lên luôn. Dùng cái mũi cọ này cho nó vào sát bên khóe móng luôn, sát lên phần cuticle và hai bên khóe. Rồi đặt cái cọ nằm xuống, vuốt xuống, vuốt cái miếng vuốt ombre vậy đó. Để cho nó được mượt và mịn hơn. Mình rất là thích làm những bộ móng như thế này. Thời gian nhanh mà không có cần phải bào bào móng ra ha. Đó là cái cách fill của mình. Nhưng mà chỉ áp dụng với những cái màu ban đầu thôi nha. Đó, những cái màu mà fill như thế này thì chỉ áp dụng với lại fill những cái màu ban đầu. Đó, không có áp dụng với những cái màu thứ màu khác nha. Đó, thấy không? Rồi, lấy cục bột mỏng thôi, vừa đủ lắp vào phần cuticle nha. Rồi, đặt lên sát khóe móng này. Đó, mình dùng mũi cọ di chuyển dần nó lên, di chuyển dần nó lên. Ôm về nó xuống ha. Di chuyển dần nó lên, di chuyển dần nó lên, cho nó vào hai bên khóe luôn. Rồi ôm về nó xuống. Nhầm cái mũi cọ này lên hai bên sai. Đó, thấy không? Mọi người thấy không? Làm ra rất là nhanh gọn lẹ mà nó đẹp nữa. Đó là đã cách fill của mình ha. Đẹp cực kỳ luôn. Đó, qua ngón này cũng tương tự nè. Lấy cục bột mỏng thôi. Đặt lên trên khóe móng này. Đó, sau đó mình dùng cái mũi cọ mình di chuyển dần lên, tranh thủ cục bột rất là ướt ha.
Thì mình vuốt nó, vuốt cho mình vuốt ombre vậy đó. Vuốt ombre. Nhớ nha, cách làm như thế này thì chỉ áp dụng với những cái màu ban đầu thôi ha. Đó, làm những cái màu khác thì nó không có ra được đẹp như vậy đâu. Rồi dùng bụi cỏ này lên hai bên xoài này. Đó, cho nó ra cái nét. Khi mình làm bàn nào thì mình nhớ bỏ cái primer ngón đó nha, để cho nó được thì nó được sạch sẽ hơn. Tiếp tục nha. Út thì mình làm lấy bột sẽ cho nó nhỏ thôi, đừng lấy to quá nó bị gồ ghề. Cho nó vào dàn cái khóe móng này. Cho nó đi vào dàn cái khóe móng, vuốt xuống ha. Vuốt xuống nè. Rồi sau đó mình dùng cái mũi cọ ha. Mình clean theo cái khóe này. Tìm thấy cái khóa nó cái cục bột nó đang rất là chảy nên thành ra là mình tùy ý mà mình di chuyển nó ha. Cho em thấy rõ đó, dùng cái mũi cọ ha, nhìn hai bên sai nhìn cho nó sạch sẽ. Nhìn hai bên sai cho nó sạch sẽ nè, mình làm sao cho mình khi mình làm xong rồi mình chỉ cần mình giũa bằng máy thôi, không có cần phải chạy mà, không có cần phải dùng cái đầu giũa nữa, không có dùng cái giũa cây thì mình giũa sao cho nó mệt ha. Tiếp tục nè, đây nhớ nha, những cái bước mà đắp bột như thế này mình càng làm chậm thì càng nhanh ha. Đó, này lấy cục bột này cho nó bóng lên nè, đặt sát lên cái cổ ha, đặt lên rồi đặt cái cọ nằm xuống cho nó vào khóe này, thấy không, cho nó vào khóe này đó. Bây giờ mình vuốt xuống, mình vuốt ombre này, thấy không, vuốt xuống thấy không, dùng cái mũi cọ này đẩy nó lên, đẩy nó lên sát cái phần cuticle và hai bên khóe luôn, vuốt nó xuống, vuốt nó xuống, thấy chưa, xong ha. Rồi tiếp tục dùng cái mũi cọ này lên hai bên sai sạch sẽ, dùng cái mũi cọ này liên hai bên sai sạch sẽ. Rồi xong một ngón, tiếp tục qua ngón thứ ba, thấy không, đó bộ móng như thế này đây. Mình làm chỉ vòng trong vòng đâu đó 10 phút ha, 10 phút bộ phim rồi mình đã lấy khách của khách là 65 đồng rồi đó, tính luôn tiền đánh chrome. Oh, hello chị Trúc Lâm ha, đánh chrome nữa rồi thì mình lấy thêm 20 nữa đó, bộ móng trong vòng nửa tiếng đồng hồ lấy 80 đồng, rất là nhanh gọn lại đúng không. Ôm lên ha, thấy chưa, nhìn cái móng sạch sẽ không. Tiếp tục nhìn cái chai trước ha, bột nó bóng lên nè, đặt lên nè, di chuyển dần vào khóe móng nè, di chuyển dần vào khóe móng ha, đó, cho nó vào sát luôn. Rồi đặt cái cọ nằm xuống, vuốt xuống nè, đặt cái cọ nằm xuống, vuốt xuống nè, vuốt xuống này, đó, đẩy lên, đẩy nằm sát lên,
Rồi, bên này bộ chàng đó nè, mình dùng cái mũi cọ này. Đó. Cho nó vào cái form. Thấy chưa? Nhìn nó sạch sẽ đúng không? Sát que móng này. Cho nằm sát luôn ha. Vuốt xuống, vuốt xuống. Xong xuôi ha. Cực kỳ đẹp, nhanh gọn lẹ luôn. Ok, mình fill xong rồi đúng không? Bắt đầu mình sẽ chạy máy nha. Đó, vì là fill nên thành ra là cái shape ban đầu nó đã có rồi. Thành ra bây giờ mình chỉ cần mình chạy cho cái phần cuticle nó được sạch sẽ hơn. Mình thấy rõ không? Đó, cái phần cuticle rất là sạch sẽ ha. Clean cái cuticle cho nó sạch sẽ. Cái shape thì nó đã có rồi, nên mình không có cần phải lo lắng quá nhiều cái phần shape đâu. Đẹp luôn. Mình làm nhẹ nhàng quá và đến nỗi bây giờ khách nó ngủ gục luôn rồi. Đó, thấy không? Tại rất là đẹp không?
chạy nhẹ nhàng ra. Nếu mà chưa qua thì cái phần critical này mình cứ chạy theo cái đường ngắn này này, chạy theo cái đường ngắn để cho nó tách ra hoàn toàn với lại cái móng nha. Chạy cái phần kia đi cùa này chưa qua thì mình cứ chạy theo cái đường line ngắn thôi ha. Đó, chạy theo cái đường line ngắn để cho nó tách biệt hoàn toàn giữa cái phần bột và cái phần kia đi cùa. Chưa chạy quen thì mình cứ chạy theo cái đường line ngắn ra, chạy ngắn thôi, không cần phải chạy hết một đường đâu, chạy theo cái đường ngắn thôi. Làm chưa? Sáng nay mọi người đã đi làm chưa? Đẹp cực kỳ ha. Cái này là mình chưa dựa lại cái shape đó. Đó, mà nó đã ra như vậy là ha.
biết thì sao nó đẹp không? Đó, tại vì là nhìn cái tay mình chưa làm gì hết mà nó lại sạch sẽ đúng không? Đó, cái cubicle quan trọng là cái phần cubicle nó sạch sẽ thì nó đem lại cho mình cái cảm giác đã ăn mắt ha. Trọng là cái móng nó phải sạch sẽ trước cái đã, rồi sau đó mình mới làm về cái mỹ thuật, về cái thẩm mỹ. Đó là cái phần shape sau cùng ha. Sau khi xong rồi thì mình nhớ lật ngược cái bàn tay của khách lại để mình clean những cái phần bột dơ mà dư hoặc là những cái phần móng mọc của tay khách ra cho nhìn cho nó được sạch sẽ hơn. Đó. Không biết sao không, tại vì đây là bộ cái phiêu mà nên thành ra là cái móng thì nó sẽ mọc ra, nó sẽ lồi ra một phần móng dư ở dưới gầm móng nha. À, ra khi mình làm xong những cái móng như này á, nhớ là phải lật ngược tay khách lại đó, để mình đi như những cái phần móng móng mà nó mọc ra nó dư ra ha. Rồi, cái tay khách này đó, đi những cái phần mà móng mà mọc dư ra này ha, đi nó đi. Đừng những cái phần móng dơ ra ha. Như thế. Rồi, sau khi xong rồi mình sẽ reshape lại cái móng ha, cho nó đẹp. Đó,
sơ lại thôi, cái cả sếp nó đã có rồi. Quan trọng mình sẽ lấy những cái phần bột dơ dưới gầm móng ra nha mọi người. Yeah, you try it. Yeah. Yeah. You off today? Yeah. That's good. Sau khi xong mình sẽ bóc phở ra ha. Sau khi xong rồi mình sẽ dùng cái nước boner để mình clean cái tay cho khách được sạch sẽ hơn ha. Xem nha, nó sạch sẽ luôn. Ok,
Rồi, bây giờ mình sẽ đánh Chrome nha. Mình sẽ dùng cái chai Chrome Bay của Sealand. Sơn sẽ cho nó đều ha, đừng có để cho nó chèn ở hai bên sai. Này mình sao sao cho nó đều ha, để mình dễ đánh nó cho nó dễ lên. You wanna light it? I don't know. Can you put it on something? Let me see. Wanna see again? Right here? Better? Okay. What does it look like on a nail? No? Hmm? No, right here? It will look just like that. Right here, right here, from here. This one looks better though, like on the nail. Okay, okay, okay. Let me see your name. So you want a ring finger, right? Okay. Holy, holy. Okay, I might have to do all my nails just like that. That's good. I might have to. Now I'm scared to try this one because this one is so good. All right, let's see what the rose gold look. That's pretty. Okay, and all of them rose gold. I don't know. No, rose gold. I really like that one. Okay, rose gold right here. Oh, you want all of them? With this color. I almost won that. I'm scared to try the rose gold. Yeah, I think this just one color better. Better? Yeah. Alright, let's do one color. Yeah.
I have to try the next the Roscoe next time. Okay, next time. Yeah, it's very. Rồi khi đánh chrome thì mọi người nhớ mang bao tay vào mình đánh ha, để cho cái phần chrome mình được mịn hơn ha. Đúng. Thấy không mọi người, thấy không, được rất là mịn nha. Chà nó ha. Đúng. Làm cho nó mịn hơn. Make samples so we can see the colors for the chrome. It looks Yeah. so good. Nice. Very nice. Very clean. Yeah, let's give gold this Yeah. thing look like better. No, I'm never gonna polish my nails again, and I think I'm stuck. Yeah. Very smooth. Very smart, very nice. Xong rồi thì mọi người phủ cho hai bên side cho nó sạch sẽ ha. Cái cỏ phủ như này. Mình clean hai bên side cho nó sạch sẽ nha. Đừng để cho nó bám cái ấy vào đâu. Khi mình sơn top á, nhiều khi cái top của mình nó chạy ra hai bên side, làm nó bị đông cứng, đông cứng cái phần bột này lại này. Đó, nhìn cái móng nó không có được đẹp cho lắm ha. Đó, mình sau khi mình làm xong thì mình nhớ clean hai bên side bằng cái cỏ phủ này ha. Is there a red chrome? Yeah. Red chrome? Yeah.